Đây, trưa nay lại ra xử lý cái sung này anh em ạ. Đây cái sung này anh em thấy nhá. Tôi dựng dáng cho nó này. Đây là cái thân chính này. Chạy thẳng ở đây này. Cắt cái thân này. Nuôi cái mầm này. Nên đây cắt giật đây. Nuôi cái mầm này. Hôm nay là cắt giật đây để đón một cái tay ở đây anh em ạ. Đây là cái mắt mầm của nó anh em này. Cắt cái sung là mình lưu ý là nó phải có cái mắt mầm đây này. Chứ còn mình cắt cái đoạn đây này. Chỗ này là nó không có mầm đâu này. Cây này mà chỉ cần đón một cái tay ở chỗ này. Là rất ok luôn. Sau này tạo ra cái xong cái cây thì là cái tay này bó hết này. Để mình nhìn thấy hết cái đường thân chạy đẹp của nó này. Và cái cây này thì hôm nay chủ yếu là ra này. Xử lý cái vết này anh em ạ. Nó bị không có cái gì che là nó cháy nắng này. Thì nữa nó cháy rồi thì mình đúng ra thì mình làm hết cái chỗ khô đi này. Bôi keo cho nó nhưng mà chắc này tôi chỉ cạo cái vết vỏ này thôi anh em ạ. Cạo hết cái vỏ khô này. Đến cái chỗ mủ rồi bôi keo thôi. Vết này cho nó mục tự nhiên luôn. Cái gỗ sung này mà nó không tươi là nó mục cũng nhanh lắm. Tại vì chỗ này thì cũng không cần phải bo sẹo. Nó cứ như này thì nó lại chả đẹp. Sau này nó nõm một chỗ này thì nó lại đẹp. Kẽ nó cho nó thành điểm nhấn. Trước hết nào, bỏ cái này đi cái đã. Kiếm cái cảnh cái demo cho nó chuẩn. Bây giờ cái mầm xuống này. Cành để sang đây. Ngọn này lên đây như này. Cái này là bỏ này. Thấp quá, nó che mất cái đường chạy. Tán che về sau, bay về sau để che cái đoạn này nữa. Ok. Đây, thế này là ok rồi anh em. Nếu làm kỹ thì có cái máy hoặc là cái đục. Tôi thì cả máy cả đục đều mất anh em ạ. Cái máy thì hỏng mà cái đục thì mất. Còn mỗi cái đục vuông thì không đục được. Cái này phải cái đục cái đường lưỡi nó tròn mới đục được. Trước mắt là cứ thế này để cho nó đỡ bị lây anh em ạ. Mình mà không làm này là nó cứ lây dần anh em ạ. Cái này mà có cái loại keo xù bôi vào nó xù lên đẹp lắm. Xử lý cái này thì nó cứ giữ được cái da, còn cái này thì nó cứ mục kệ nó. Nó mục lên tầm của nó thì nó dừng lại. Sau là nó thành những cái mục tự nhiên nó cũng đẹp. Ok.
phôi này vài năm nữa là phôi gốc đẹp.